do cả hai cuộc xung đột ở các khu vực khác nhau ở châu Phi và mong muốn có sừng tê giác đã được sử dụng trong các phương pháp y học cổ truyền, quần thể tê giác trắng phương Bắc đã giảm mạnh. Và thật không may, giờ chỉ còn lại hai con tê giác trắng, Nazin và Fatu. Tuy nhiên, làm phức tạp thêm các nỗ lực bảo tồn, cả hai con tê giác đều là con cái. Dẫn đến việc tăng cường nỗ lực phát triển các chương trình nhân giống để đảm bảo sự tồn tại của loài. Chưa hết, bất chấp những nỗ lực phối hợp của các chương trình nhân giống, một trong hai con tê giác trắng phương Bắc cuối cùng còn lại, Nazin, đã bị loại khỏi chương trình nhân giống vào cuối năm 2021. Tập đoàn BioRescue, công ty dẫn đầu chương trình nhân giống, đã trích dẫn những lo ngại về đạo đức bao gồm cả tuổi của Nazin. Fatu, con gái của Nazin, dự kiến sẽ tham gia vào chương trình và đã tạo ra 12 phôi. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn tồn tại trong việc giúp đảm bảo sự tồn tại của loài tê giác trắng phương Bắc. Vậy thì có thể làm gì để cứu loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng? Một giải pháp khả thi. Theo một bài báo gần đây được công bố trên tạp chí Scientific Reports, có thể là tạo ra các tế bào trứng hoặc tế bào trứng của tê giác trắng phương Bắc tổng hợp. Các nhà nghiên cứu của tập đoàn BioRescue đã làm việc trong nhiều năm để tìm ra những cách tiếp cận mới giúp hai con tê giác cái này sinh sản. Một phương pháp khả thi được nêu trong bài báo Scientific Report bao gồm việc tạo ra tế bào gốc đa năng cảm ứng iPS bằng cách sử dụng tế bào da của một con tê giác trắng phương Bắc. Nghiên cứu trước đây do các nhà nghiên cứu tiến hành trên chuột cho thấy rằng các tế bào trứng chuyển sang iPS được tạo ra từ tế bào da đã được thụ tinh thành công và cấy vào chuột cái, dẫn đến sự ra đời của những con khỏe mạnh. Trong bài báo hiện tại, các nhà nghiên cứu đưa ra phân tích chi tiết về tính đa năng của các tế bào này, hoặc khả năng của các tế bào iPS trở thành giống như bất kỳ tế bào nào khác, thông qua một quá trình được gọi là tái lập trình theo từng giai đoạn. Các nhà nghiên cứu có thể đưa vật liệu di truyền mới vào các tế bào da để bắt đầu quá trình tái lập trình, biến tế bào da thành tế bào iPS. Trong khi nghiên cứu này đưa ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho tê giác trắng phương Bắc, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng cách tiếp cận hiện tại của họ không thể tiến tới việc sử dụng thực tế các tế bào iPS để tạo trứng. Vật liệu di truyền được đưa vào tế bào da có nguy cơ bị biến đổi bệnh lý. Tuy nhiên, công trình này có thể tạo ra sự khác biệt cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.